Hello mọi người. Xin chào tất cả mọi người nha. Ok, Ngọc Kim Mã. Cái pin à, cắm sao cô? Cần không? Không, xong rồi Hello mọi người nha. Đang cột đấy chị? Còn á? Sao chị ấy hết mà? Ơ, hay là hắn ngồi điên đấy? À, chắc hắn ngồi. Hello mọi người nha, Trần Trinh chào em, Vũ Thị Thu chào. Chào Vũ Thị Thu, chào tất cả mọi người nha. Chào tất cả mọi người. Tuyển một ít mẫu này, mẫu móng, mẫu mi. Phí rất là rẻ luôn. Ai đi được thì inbox cho Linh này. Ai đi được thì bây giờ inbox cho Linh luôn nhá. Để mình có thể làm luôn. Chúng ta có thể đi luôn. Đấy, livestream. Phương chào em nha. Đến giờ 3 Ngọc Linh 17 Yến Hạnh thị trấn Nga Sơn. Tuyển mẫu, mọi người chia sẻ livestream. Em ơi có chương trình gì hot không em? Có anh nha. Có chương trình hot nha. Rất là nhiều chương trình hot luôn đấy. Ok, chào tất cả mọi người. Mọi người chia sẻ livestream giúp em nha. Chia sẻ livestream giúp em. Phương Thảo chào em nha. Rồi, ok, chào tất cả mọi người. Mọi người thấy Gia Linh có đẹp không? Livestream trực tiếp cho mọi người xem đấy. Giọng hôm nay rất là khàn, đang tuyển mẫu. Mọi người có muốn là mình là mẫu của Linh không? Nhấn mí, cắt mí, bao đẹp, bao bảo hành nha. Tại vì hôm nay em hẹn một số mẫu nhưng mà các bạn đến, nhưng mà các bạn hẹn đến nhưng các bạn không đến. Đáng buồn quá. Nào, ok, chào mọi người. Mai Hoa, chào Mai Hoa. Đào Văn Mạnh, chào Đào Văn Mạnh. Rồi, em chào các tình yêu nha. Nay lên một em mụn đây các tình yêu. Chào Kiều Trang, chào em. Tuyến mẫu cắt mí này, nối mi này, tiêm filler và làm móng. Tư vấn về trắng da cho mọi người xem luôn. Hello mọi người. Đang rất là rảnh đây, vừa mới làm xong với khách và đang rất là rảnh. Mọi người có muốn nói chuyện gì với em không? Chúng ta nói chuyện cho vui nào. Do là máy của em không thể livestream được, nick Linh Lê Tê không thể livestream được nên bắt buộc em phải livestream bằng nick này. Nếu mà mọi người yêu quý em thì chia sẻ cho em một lượt chia sẻ nha mọi người. Yêu quý đâu, em ghét á. Ghét lắm à? Okay. Mọi người chia sẻ. Bích Hồng, chào Bích Hồng. Rồi ok mọi người, nếu mà mọi người muốn trắng da mặt hay là chị nám, chị mụn, tàn nhang thì mọi người inbox cho em Linh nhá. Mọi người inbox cho em Linh để em Linh tư vấn cho mọi người này. Mỹ Thị Kim Chi chào em. Ơi. Em muốn mấy em của Hàn Quốc đấy. Ừ. Mấy chị máy chị không livestream được cho nên chị bắt buộc phải livestream bằng nick Facebook của anh. Đang bị một cái mụn này cho nên mà phải làm săn để che cái này lại. Đấy, mọi người thấy không? Rất là khổ luôn. Đấy, da cực đẹp không mọi người? Mọi người thấy da Linh livestream thực tế cho mọi người là mọi người biết rồi. Hồng Nguyễn, cháu chào thím nha. Mọi người cứ bảo là răng bặm, răng Linh xấu này, không cười này, chụp ảnh chuyên không cười này, rồi bảo là Nói chung là người Linh hoàn hảo, chỉ có mỗi là lùn thôi, là còn người thì không có phẫu thuật thẩm mỹ gì hết, hàng thật luôn. Đấy, da mặt cũng là da mặt thật luôn mọi người nhá. Nhưng ai bị nám, tàn nhang, bị mụn thì mọi người có thể inbox cho Linh, Linh có thể tư vấn kỹ cho mọi người. Còn đây là da thật 100%. Đang livestream mọi người là da thật 100%. Đấy, da thật 100% nhá, cũng không cần phải dùng chế độ gì nhá. Xinh không hả thím? Cháu đang mọc mụn với cả là đang khan hết cả họng, không nói gì. Mai Tấn Anh chào em. Lê Thanh Tiết chào Lê Thanh Tiết nhá. Hôm nay mình tư vấn cho mọi người về trắng da, giảm cân, trị nám, với cả là tư vấn cho mọi người về giảm cân nữa đấy. Tóc chị dài, ừ chị mới cắt đi 40 phân nhưng mà vẫn dài. Đây chị vẫn cảm thấy là nó đang dài đây, rất là dài luôn. Vừa mới gội đầu, vừa cho nhân viên gội đầu xong, vừa cho nhân viên gội đầu nha. Đang ướt lắm đây. Mọi người đang làm gì đấy? Trời mưa xong mát, rất là mát đúng không? Nay dễ chịu hơn rất là nhiều. Hôm nay riêng bản thân Linh thì rất là thấy rất là dễ chịu hơn rất là nhiều. Nhung nhớ, chào Nhung nhớ nha. Đấy mọi người. Ok. Hình như nay mình béo hơn đúng không mọi người ơi? Hình như nay Linh thấy Linh béo hơn rất là nhiều đấy. Béo hơn. Béo hơn rất là nhiều. Ai cần tư vấn thì chấm cho mình một cái, mình tư vấn cho mọi người nhé. Mình đang tuyển mẫu, một số mẫu ví dụ như là mẫu nhấn mi này, mẫu tiêm filler này, mẫu nói chung là mẫu. Mình đang tuyển mẫu thì bạn nào mà có cần nhấn mi hay cái gì đó thì mình bảo hành là bao đẹp nhé. Chị nhuộm tóc đen. Ừ, tại vì là chị làm tóc nên mà chị không thể để tóc đen được em ạ. Cái kiểu như là để tóc đen thì không, mình không tư vấn được màu cho khách ấy. Muốn để tóc này để tư vấn màu cho khách cho nó dễ, cho nó tiện. Tuyển mẫu nối mi cho học viên xem nhá. Giá là 50.000. Còn riêng mà tuyển mẫu về tiêm filler này hay là nhấn mí này thì mọi người inbox riêng. Nhấn ví thì bình thường Linh nhấn là 1,5 triệu. Hôm nay tuyển mẫu là với giá là 500.000. Làm má núng cũng thế, 1 triệu là còn 500. Còn đối với lại những bạn mà cắt mí thì giá là 3 triệu đúng không? Thì hôm nay sale chỉ còn 1 triệu thôi. Có nghĩa là dành cho học viên nó xem ấy. Tiêm filler thì là tùy thuộc vào filler. Mọi người cứ nghĩ là tiêm filler này đắt rẻ này hay là như nào thì không phải nhá. Cái lý do mà nó đắt với rẻ ấy, là do là filler nó xịn hay là đều. Nếu mọi người dùng filler rẻ tiền thì nó sẽ rẻ khoảng tầm 700 đến 1 triệu thôi. Nhưng mà nếu mà mọi người tiêm filler xịn á thì ít nhất là phải từ trên 2,5 triệu đến 3 triệu thì mới có loại filler xịn. Có cả filler mà 6 triệu nữa. Cho nên mà mọi người nên tiêm những cái loại hàng tốt vào người mình, không nên tiêm những cái loại hàng rẻ tiền. Có nghĩa là nó không tốt, không hề tốt một chút nào. Nó không hề tốt một chút nào. Đấy, vừa bị đổ xong đấy. Nhá, khi mà mọi người mua hay là mọi người tiêm filler thì mọi người nên cẩn thận. Nên cẩn thận về cái vấn đề là filler nó tốt hay là xấu. Đấy, mọi người thấy học viên nhà mình xiêm không? Đang lau nhà đấy. Học viên nhà mình đang lau nhà. Còn một học viên thì đang ngủ. Vừa mới ngủ xong rất là mệt. Tại vì làm qua trưa ấy cho nên các em cũng khá là mệt. Mình thì mình rất là thoải mái, nên mà những bạn nào học của mình thì cũng cực kỳ thoải mái luôn. Nếu bạn nào muốn ra nghề nhanh thì là học cấp tốc, khoảng tầm 3 triệu là ngon rồi. Ra nghề ngon rồi, không phải lo lắng vì là nghề của mình là như nào. Mà mình có hình ảnh này, có video này, có rất là nhiều thứ để cho mọi người có thể là học cả đời luôn, chứ không phải là học xong tay là thôi. Em ơi, tóc chị hiện tại là màu vàng khói nhá. Màu vàng khói em ạ. Cứ ra tiệm bảo người ta nhuộm màu vàng khói cái là được. Tại vì cơ bản là tóc chị là tóc tẩy rồi nên mà nó rất là nát, nhìn nó rất là xấu. Nhưng mà nếu mà em nhuộm màu vàng khói thì nó cũng khá là hại tóc. Nếu mà chơi màu thời trang thì xác định là hư tóc nhá, các em lưu ý nhá. Mình tư vấn về mọi thứ cho mọi người, kể cả về làm đẹp cho mọi người luôn nhé. À, có bộ trắng da đâu nhà Vân đưa cho chị với, ở những chỗ gần em Trang đấy. Bộ trắng da chị nám dần nhang nhá, 190.000 thôi. Còn bộ trắng da thì ở bên trong. Còn cái này là bộ chị nám này các bạn này. Đó, cái này là bộ chị nám tàn nhang trắng da này, chị mụn này. Có nghĩa là tất tần tật các vấn đề về da thì nó đều giải quyết được hết. Tóc sơ hết rồi, Thiên Thu, cảm ơn Thiên Thu nha. Tóc mình sơ hết rồi, phải là làm nhiều quá. Mọi người thấy da mình rất là đẹp, và đặc biệt là mình không hề make up da đâu. Mình chỉ có dùng son và mascara thôi để cho nó tươi thôi. Và bình thường nếu mà đến tiệm mình thì mọi người sẽ cảm thấy là mình không dùng cái gì hết. Da mặt thật luôn, và da tay, da chân cũng thật luôn. Mới đi Sầm Sơn về nên mà da nó cũng đen hơn và nó nổi nốt này. Mọi người nhìn da này đó, da mình đang nổi cả nốt lên bởi vì là mình đi Sầm Sơn về ấy. Da nổi nốt rất là kinh, rất là sợ luôn. Như thế này là mọi người thấy da thật hơn đúng không? Góc này nó thật hơn rất là nhiều. Đấy, góc này rất là thật. Và đặc biệt là rất là thật hơn rất là nhiều. Da mình bị lão hóa, nhăn khóe mắt, cái này là liên quan đến thẩm mỹ rồi. Nếu mà làm hết nhăn ý, hết thâm thì mình làm được, nhưng mà hết nhăn thì chưa chắc là làm được. Bởi vì nhăn là do là thẩm mỹ ý. Có nghĩa là cái này là thẩm mỹ, bên thẩm mỹ là người ta mới cắt nhăn được. Còn bình thường này mình chỉ cắt mí và nhấn mí thôi, chứ không làm về mắt. Mắt mình không làm cắt nhăn được, bởi vì là nhăn chỉ có tiêm filler cho nó đầy mắt lên là bạn hết nhăn thôi. Nó cũng rất là tốt đấy. Nếu mà mọi người mà dùng tiêm filler vào mắt thì cũng được nha. Ok, chào Trương Sỏi, chào anh ạ. Anh ơi, chị thế nào rồi, bầu bí thế nào rồi? Chị nhân viên ở Nga Lĩnh đúng không? Em thấy quen quen. Thương Mom, nhân viên học viên của nhà chị ở Nga Lĩnh với một bạn ở gần nhà chị. Đây, một bạn đây các bạn này. Bạn ấy bây giờ là đang ngủ nhá. Đây. Đó, đây là một bạn nhà mình. Đang ngủ, dìm hàng. Đấy, bạn đã bây giờ là đang ngủ nha. Góc nào nó thật, góc này nó thật nhất. Da nó thật nhất, và đặc biệt là người nó cũng thật. Giá bộ sản phẩm chỉ có 190.000 thôi. Làm trắng da chị nám tàn nhang rất là tốt, 190 nha mọi người nha. Body là 390. Luôn luôn là giá như thế luôn. Khá là lâu nay Linh không có thời gian để livestream ý. Linh không có thời gian livestream. Phương Duki, chào Phương Duki. Hôm nay mình có thời gian để ngồi livestream với mọi người đấy. Hoàng Hà, Nguyệt Thu và ba người khác đang xem. Ok, cảm ơn Hoàng Hà, Nguyệt Thu và ba người đang xem nha. Chào 14 người đang xem. Ok, chào tất cả mọi người, chào tất cả mọi người. Trang Hỉn, chào Trang Hỉn nha. Mình đang tuyển mẫu nha mọi người ơi. Giá rất là rẻ luôn. Hello Phương Thanh. Mọi người phải biết là nếu mà mình làm ý, mình bảo hành cho mọi người thì nó lại giá là nó khác. Bởi vì là một cái mí nhá, khi mà làm xong, một cái mí mà khi là làm xong ý thì mình phải bảo hành. Phải hết sức cẩn thận vì những cái vấn đề này, đây là phẫu thuật rồi nên mà mình phải cẩn thận, hết sức cẩn thận luôn mọi người ạ. Không phải là mình thích là mình làm, mà mình thích là mình ok là xong luôn đâu. Bởi vì là quan trọng nó là bảo hành lâu dài, bảo hành trọn đời, là nó có bị lệch hay không này, hay là sau 2 tháng ổn định nó có như nào hay không, hay là bị vấn đề gì đó thì đều được bảo hành hết. Bộ chị nám tàn nhang nhà mình là 5 món nhá, 5 món. Cách sử dụng là mình đã in sẵn cho mọi người rồi. nó phải gọi là cực kỳ là tốt luôn. Nó gồm 5 thứ như này này: trị nám, tàn nhang, trị mụn, trắng da. Riêng về trắng da là nó chỉ có 6 gói thôi. Nó chỉ có 6 gói trong một cái hộp thôi. 6 gói này nhá. Bộ trị nám tàn bộ trị trắng da là chỉ có 6 gói này thôi, dành cho da mặt. Còn riêng về body dành cho da mặt mà các bạn muốn trị nám này, trị mụn này, tàn nhang này thì mọi người sử dụng bộ này giúp em này. 5 ngón với giá 190.000. Giá đang sale từ trước đến nay rồi. Có nghĩa là cái này là cái đợt mà bom hàng ấy, là mình sale giá là 190, là mình lãi đúng 10k. Lãi đúng 10k thôi các bạn ạ. Nhưng mà bây giờ mình kiểu là mình không bán hàng được nữa ấy. Mình ít khi bán hàng được ấy, bởi vì là mình đang làm salon và mình đang làm spa ấy. Mình rất là ít khi bán hàng được. Nên mà hôm nay mình ở quán mình vẫn livestream mọi người, còn bình thường ở nhà thì mình toàn livestream ở nhà thôi. Không có livestream ở trên đấy. Bây giờ mình livestream ở nhà mọi người xem. Có nghĩa là bây giờ mình chuyển qua ở quán luôn rồi. Nó không phải là giống như trước nữa. Ngày trước thì Linh tập trung là ở livestream, chứ lại không ra spa nhiều. Lau sạch rồi đấy em yêu. Thế thôi. Chăm quá. Thôi mà mình hay cứ nhiều quá. Còn một cái thua lên này. Đấy, chăm lắm, học viên chăm lắm. Học viên lúc nào cũng dọn dẹp chăm cực luôn. Hoàng Anh Tiết chào mẹ nhá. Hạnh Hoàng chào Hạnh Hoàng, chào Lan Ngô, chào Nguyễn Văn Thông. Nhăn mặt ít thôi em có nhăn mặt đâu, em vẫn bình thường mà, tại vì hôm nay em mệt ấy. Đấy, rất là mệt cho nên phải nhăn mặt, chứ không thật ra là không nhăn đâu. Cũng không khó tính lắm, người rất là dễ tính. Nhưng mà tại vì là do là hôm nay rất là mệt, cực kỳ mệt, cho nên cảm giác nó rất là oi. Kiểu cái thời tiết này nó cực kỳ oi. Chị gói trắng da mặt. Chị Vân Anh, ok chị nha. Inbox cho em số điện thoại, địa chỉ ở tên nhá. 190k. Huyền Bi, trắng da là 6 gói này nhá. Trắng da là có 6 gói này trong một cái hộp. Vân ơi, chạy lên phòng chị lấy cho chị một bộ trắng da hôm nay với. Một bộ trắng da là có 6 gói nhá. Còn riêng là bộ chị nám, tàn nhang, chị mụn, trắng da là 190 nha chị ơi. Nhưng mà nó lại có 5 món. Vũ Thị Thùy Linh, nếu mà da bạn có hiện tượng bị nám hay là bị tàn nhang hay là bị mụn thì bạn có thể là mua sản phẩm đó. Sản phẩm chính Linh đang dùng đây mọi người ơi, chính Linh đang dùng đây. Lan Mom ơi, tiên filler ấy là phụ thuộc vào thai filler xịn hay là đều? Không phải là đều mà là ý là nó có rẻ hơn hay không. Đừng có dùng cái loại đều quá nhá, loại mà dưới 1 triệu là các em dùng là nó sẽ bị hoại tử đấy. Có nghĩa là nó sẽ không tốt, nó bị hoại tử, nó là hoàn toàn là silicone. Nhưng mà nếu mà các em tiêm loại filler xịn thì nó có cả collagen nữa, nó sẽ chống tràn, các em sẽ không bị tràn. Ví dụ mũi các em tiêm cực kỳ form, cực kỳ chuẩn, đặc biệt là nó không bị tràn. Môi các em tiêm cũng thế, nó không bị tràn đâu. Nó là có loại 3 triệu, loại 2 triệu rưỡi, loại 1 triệu rưỡi nhá, 1 cc đấy. Như môi và mũi thì các em chỉ cần tiêm 1 cc thôi. Còn đối với lại những bạn nào mũi thấp quá thì các bạn nên tiêm 1,5 cc hoặc 2. Đây là bộ trắng da này các bạn này. Đây nha, hàng hoàn toàn nhập khẩu, không phải là hàng nội địa nhá. Mọi người không nên so sánh với hàng nội địa. Nếu mà các bạn thấy bình thường ở trên, có rất là nhiều người hỏi Linh là chị ơi chị bán hàng nhà ấy à, tại sao mà giá lại có 190? Bình thường em mua là 200, 300 các kiểu, 390. Thì ngày xưa chị Linh cũng bán như thế, nhưng bây giờ chị Linh lấy nhiều rồi nên giá nó rẻ hơn rất là nhiều. Đây các bạn nhìn này. Đấy các bạn nhìn nhá, bộ đây là bộ trắng da. Còn cái bộ này là bộ nám. Bộ này là bộ nám, bộ 5 món nó khác, nó có cả sửa mặt. Còn cái bộ này là bộ trắng da thôi. Ơi cái gì em? Em không thương của chị nhá. Cắm 1 bò rưỡi. Đấy, mọi người sẽ cảm thấy là cực kỳ khác khi mà mọi người sử dụng cái bộ này sau 5 ngày. Sau 5 đến 7 ngày là cực kỳ khác luôn. Sau 5 đến 7 ngày là cực kỳ khác luôn nhá. Riêng em này em tư vấn trực tiếp và em tư vấn cực kỳ cẩn thận luôn. Mọi người có thể là inbox trong inbox cho em. Nếu khi nào em rảnh thì em sẽ rep cho mọi người. Đấy, mọi người yên tâm 100% vì cái sản phẩm nhà em là sản phẩm cực kỳ tốt. Đặc biệt là cả một cái thương hiệu to nhà mình. Cả một cái thương hiệu to nhà mình không thể bán những cái sản phẩm rẻ tiền để làm mất thương hiệu được. đúng không? Cả một cái thương hiệu lớn nhà mình ấy. Em nghĩ rồi, cả một cái thương hiệu lớn là mình không thể làm mất được. Có một cái lời nói ấy, cực kỳ ngấm sâu vào trong con người mình. Có nghĩa là sản phẩm ấy, nó quan trọng nhất là một cái chất lượng và đặc biệt là cái tâm của người bán. Các bạn bị dị ứng hay các bạn bị làm sao, các bạn có thể inbox cho Linh và trả lại hàng thoải mái. Đây các bạn nhá, nếu mà những bạn nào bị ẩn livestream thì các bạn có thể nhắn trên livestream hoặc là comment nhiều đấy. Bởi vì là thường hay là comment nó bị ẩn ý, hoặc là cái livestream nó thường hay bị ẩn ý, hoặc là cái tin nhắn mọi người nhắn cho Linh thường hay bị ẩn. Bởi vì cực kỳ nhiều người nhắn tin. Nó không thể, có rất là nhiều người bảo là tại sao mà chị kêu vậy, chị không trả lời em. Nhưng mà thật ra là Linh không kêu một chút nào đâu. Ok, chào mọi người nhé. Hello Phùng Anh nha. Cái bộ trắng da này ấy, là có nghĩa là ở Thái Lan ấy, ở hàng nội địa Việt Nam ấy, thì nó sẽ sản xuất ra. Phùng Anh nhá, tại vì sáng nay anh Ngọc nhắn tin lại cho em thì hôm nay chị trả lời cho em luôn. Có nghĩa là cái sản phẩm mà trắng da bằng hũ ấy, thì là thường là nó là hàng nội địa. Nó là hàng nội địa gram ở nội địa em. Nhưng mà riêng ở sản phẩm này ở Thái Lan thì nó lại không bán hàng hũ. Ở Thái Lan thì hai bộ này nó hoàn toàn bán bằng hộp như này. Nó không bán hàng hũ mà nó bằng hộp như này nhá các em nhá. Lưu ý nhá, cái sản phẩm nội địa ấy thì nó có kem ngày và kem đêm dạng hũ. Bởi vì nó không phải là hàng chuẩn. Còn hàng chị hàng nhập khẩu thì bình thường chị hỏi chị gái chị thì chị gái chị bảo là không có. Ý là không có cái hàng hũ, chỉ có hàng tít như này thôi. Bởi vì là người Thái Lan thì họ hay đi ra đường, họ hay mang theo người ấy, trong người ấy. Nên mà họ sản xuất như thế này để cho nó có một cái ấy. Đây mọi người có thể nhìn thấy. Đây, nó đấy, nhân với 6 gói đấy mọi người. Đây nó gần giống như kiểu tip kem bôn của nhà mình mà bán 250. Cái hộp bôn của nhà mình ngày xưa bán 250 đấy. Nó sản xuất theo như thế luôn. Và đặc biệt là nó rất là tiện lợi. Mọi người đi đâu mọi người chỉ cầm một set thôi. Mặc dù là cái lượng kem nó bằng nhau nhưng mà nó lại không chiết ra hũ. Nó lại không tiết ra hũ. Bởi vì là trên hũ ấy, khi mà mọi người cầm đi thì nó thường hay, ví dụ mọi người bỏ vào ví thì nó thường hay là nó không được đúng không? Mà mọi người chỉ cần bỏ một cái tép này vào túi xách thôi, hay vào ví thôi thì lại cực kỳ nhẹ nhàng. Mọi người đi đâu mọi người make up đều cực kỳ nhẹ nhàng luôn. Đặc biệt là nó không lộ vân kem. Đây mọi người nhìn nhá, Linh test luôn cho mọi người xem này. Sản phẩm này nó không lộ vân kem luôn. Linh test bao nhiêu hay là dày như thế nào nó cũng không hề lộ. Mà nó ngấm luôn vào da luôn, chỉ cần 2 lần quẹt thôi là nó ngấm luôn vào da rồi. Mọi người cảm thấy là da rất là căng rồi. Mọi người nhìn thấy da Linh này, không hề đánh phấn, nói sai mất lộc làm ăn luôn. Không hề đánh phấn, chỉ có dùng kem này thôi. Nói sai là mình bất lộc làm ăn luôn nhá. Nguyễn Thanh Hòa chào em. Thì cái bộ sản phẩm nhà mình thì khá là nhiều người dùng rồi. Kể cả cô giáo mình ngày xưa cũng dùng rồi, hay là những cái bạn mà bạn bè thân cũng dùng rồi. Và các bạn dùng rồi thì các bạn cảm thấy nó khác ngay, và các bạn cảm thấy thích ngay về cái bộ sản phẩm. Còn riêng sản phẩm body thì Linh đã nói rồi. Sản phẩm body là khi mà các bạn mua body thì Linh tặng 1 tấm trắng. Hoàng Thị Dương. Đấy, những bạn nào mà đã sử dụng cái bộ sản phẩm nhà Linh thì các bạn cho Linh một ý kiến nhé. Mà giá nó rất là rẻ thôi, 190.000 thì mọi người thử dùng thử rồi mọi người cho Linh cái ý kiến. Bởi vì là ngày trước Linh thường hay thay sản phẩm liên tục. Linh Hương, Môi Cha các thứ là Linh cũng đã sử dụng rồi, cũng đã từng sử dụng rồi nhưng mà nó không hề tốt. Dùng Linh Hương thì nó rất là bết. Nếu các bạn dùng nào dùng Linh Hương thì các bạn thấy dùng Linh Hương thì cực kỳ bết. Cảm giác là bí, rất là bí lỗ chân lông. Đặc biệt làm cho mình dễ mọc mụn. Dùng Môi Cha thì nó cực kỳ là khó tan trên da. Có nghĩa là nó không tan. Đó là những thương hiệu lớn của Việt Nam nhé. Linh vẫn nói là sản phẩm của Linh tuy nhiên là không phải là tốt với tất cả mọi người. Nhưng mà để mà nói là sản phẩm nó ok thì Linh nghĩ là sản phẩm nhà Linh rất là ok. Sản phẩm nhà Linh cực kỳ OTK. Còn hôm nay thì đây spa đây, spa và bàn tẩy đấy đang rất là vắng. Bởi vì là vừa có một trận mưa ấy mọi người. Đây mọi người nhìn đây, vừa có một trận mưa. Đấy, mọi người đi vào tham quan một chút xíu nhé. Thật sự là có một trận mưa thì làm cho mình nó cảm giác là nó... Đây, mọi người nhìn thấy không ạ? Đây là nhà em. Có cả trên tầng nữa nhá. Trên tầng nhà em là 3 tầng này. Đấy, tiện thể vào đây uống một nước luôn để livestream tiếp cho mọi người. Bởi vì là nói chuyện thì cực kỳ là nó khô ấy, nó khô miệng ấy. Chị ơi, giá của nó là 190k một set nhé. Giá của nó là 190k một set. Chị nám tàn nhang trắng da chị mụn nha. Đây, mọi người có thể thấy đây là bàn spa này. Đây là chuyên để phun xăm và xông hơi và hút trì, hút mụn. Đây, mọi người tất tần tật các dịch vụ đây. Đấy, mọi người thấy không? Cái đây là chưa hết đâu. Mình đang còn rất là nhiều các dịch vụ khác. Ví dụ như là nói chung là đang rất nhiều dịch vụ. Phun xăm, phun mày, phun mắt, phun môi, phun mũi, phun nhấn mí các kiểu. Đây là học viên của nhà mình. Đấy, học viên của nhà mình đang ngồi đây. Đây, chị em rất là rảnh. Đây, mình có thể livestream trực tiếp ra cho mọi người xem. Sự thật 100% đây. Mình cũng có một số nám nhưng mà ngày trước rất là nhiều, bây giờ nó rất là đỡ hơn rất là nhiều rồi. Đây, mọi người có thể xem thật nhá. Livestream thật 100% mà không có ảo ảnh hay như thế nào, không cần. Đây là bạn Trang. Đấy, không có ảo luôn. Nói thật là cũng không cần ảo, bởi vì là da mình đẹp rồi mình không cần ảo đâu. Đấy mọi người nhá. Còn chiều cao thì cực kỳ khiêm tốn. Đây, các bạn nhìn thấy chiều cao của Linh đây nhá. Chiều cao của Linh chỉ có 1m52 thôi, không có cao đâu. Đây các bạn nhìn thấy đây, không biết có được 1m52 này, các bạn nhìn này. Dáng của Linh không đẹp. Dáng của Linh rất là bình thường. Đây là một cái dáng của bà mẹ sau sinh. Đây là Linh là mới sinh nhá. Mới sinh xong con Linh được tính đến bây giờ là nó được 15 tháng rồi. Da của mình cực kỳ tự tin khi ra ngoài. Da của mình cực kỳ tự tin. Dùng mấy bộ thì được da như của chị. Chị hiện tại là dùng được 3 bộ rồi. Tại vì chị muốn theo lâu dài cho da thật đẹp. Tại vì chị làm spa ấy, chị muốn da chị cực đẹp ấy, không muốn cho da xấu ấy. Mọi người có cảm giác là đến lúc mà mình da xấu thì cảm giác mất tự tin ấy. Đấy, da thực tế và đặc biệt là dáng cũng thực tế luôn. Có rất là nhiều người thắc mắc bảo là tại sao mà không được nhìn ở bên ngoài, bên lao trong livestream ấy. Thì cứ hỏi là chị nhắn tin cho chị bảo là tại sao mà không thấy Linh cười. Răng của Linh có vấn đề gì à? Đây, răng này. Mình có làm trắng răng. Đấy, cho nên răng mình rất là sáng và trắng. Đây, mọi người nhìn thấy nhá. Răng mình không bị nói chung là không bị hỏng hay là sứt hay là như nào. Không phải. Đó, răng của mình rất là bình thường và dáng của mình rất là bình thường. Có rất là nhiều người bảo là nghe nói là Linh có 1m40 thôi, nhưng mà Linh đính chính lại là Linh có 1m52 nhá. Linh có 1m52 không phải 40 nhá. Và da Linh cực nói chung là không phải là cực đẹp mà cũng phải là được, cái loại cũng là được tạm. Đây mọi người nhìn đây. Dáng của Linh thì đó, rất là nói chung là cũng không được cao, nhưng mà để mà đi dép cao vào thì cũng được. Nó cũng không đến nổi lắm đâu, cũng ok đấy, tạm. Đây là da thật 100% nhá. Đó, livestream thật 100% mọi người này. Da mình có nám đấy. Ngày trước là nám một vùng đây này, nhưng mà bây giờ nó hết rồi. Mọi người thấy chưa? Livestream thực tế luôn nhé. Chào Phan Nga, chào Diễu Vũ. Đó, chào tất cả mọi người, chào Trịnh Hoài Ngân. Đấy, livestream là livestream thực tế luôn. Có cái mụn này, đó đang mọc đấy. Giờ livestream là livestream thực tế luôn cho mọi người đấy. Da xấu nhỉ, livestream như này da không đẹp. Các bạn thấy da đẹp không? Da cực kỳ là đẹp luôn nhé. 190.000 một bộ. Hút chì hút mụn. Hút chì ở mặt nhiều thời gian không chị? 30 phút em ơi. Tẩy tế bào chết, rửa mặt và hút chì. Giá là 50k. Nhà chị làm giá rất là hợp lý, giá rất là rẻ luôn. Em về đây. Về à, em ở chơi đã. Thôi. Ừ về đi. Không ăn cơm à? Không. Về nhá. Con nấu gì không? Em nấu cho. Thôi, tí chị nấu, tí anh Ngọc nấu. Về nhá. Sao màu gì đẹp thế? Cho mượn tí nào. Đỏ tươi. Đỏ tươi à? Cho mượn tí nào. Này, son đều mà. Son rẻ tiền mà. Này. Rẻ tiền này. Thôi, môi bà đã đỏ rồi. Thêm tí nữa cho đỏ hơn. Đánh son là cả một nghệ thuật. Ui, đừng tha tao quá. Đánh son là cả một nghệ thuật. Thu Hương, chào Thu Hương, khỏe không em? Hòa Hợi, chào chị Hòa Hợi nha, qua chơi nào. Chị Hòa Hợi ơi. Thu Hương hả? Chị qua về làm với chị Linh đi, Thu Hương. Chị Hoài Ngân ơi. Không xa đâu em. Cách em đến ngã Nam Hạnh đi rồi chị chỉ thêm cho em. Chị thấy em nha, không xa em ạ. Không xa đâu. Em đi về đây. Về em nha. Không xa đâu em. À, em đi đến ngã Nam Hạnh nhá, xong rồi đi thẳng lên. Đi thẳng lên một chút xíu thôi. Ở chỗ thị trấn nhá. Nhớ là nhà chị là ở 17 Yến Hạnh, thị trấn Nga Sơn. Ok chị Hoài Ngân, giờ em đi xuống nhé. Ok em. Xuống đi em. Chị đang rất là rảnh này. Những ai ủng hộ Linh thì xuống nhá. Ủng hộ Linh thì xuống với Linh nhá. Hút chì 50, hút mụn 50. Nếu mà làm combo thì có 100 thôi. Làm combo này, hút chì, hút mụn, mặt nạ ánh sáng, rồi là vân vân. Mới đi biển về nên mà da nó bị đây mọi người nhìn thấy này, đi biển về nên mà da nó bị nổi nốt hết cả lên á. Da em nó hay bị dị ứng kiểu này lắm. Rất là ngứa, rất là bị nổi nốt. Rất là hay bị nổi nốt. Đó. Hương Vương chào em nhá. Trang Suri, chị Linh xinh gái, cảm ơn Trang Suri rất nhiều. Cảm ơn các tình yêu. Rất là lâu không xuất hiện trên tường, bởi vì là mình livestream chửi mấy con bom hàng, thế là nó không phải, nhưng mà hình như là các nick bán hàng bây giờ là bị chặn livestream hết hay sao ấy. Chị thấy là ai bán hàng cũng hay bị chặn livestream ấy. Ok, chào tất cả mọi người. Cười lên để cho mọi người thấy răng. Có rất là nhiều người nhắn tin bảo là chị gửi cho chị cái clip ấy, mà nó bảo là những con mà chụp ảnh mà hay nhấc chân này này là những con lùn. Thì chị công nhận là chị lùn thật, có 1m52 thôi. Chị Minh ơi, quán chị là 17 Yên Hạnh, thị trấn Nga Sơn. Có cần chị ra livestream luôn cho xem không? Đây chị livestream luôn nhá, cái quán luôn cho mọi người xem nhá. Có nghĩa là chị livestream cho mọi người một tí đó. Một tí về cái quán này cho mọi người có thể nhìn thấy. Da thật luôn nha. Đấy mọi người thấy không? Da thật nha. Đây mọi người nhìn một chút này. Đây nha mọi người ơi. 17 đường Yên Hạnh, tiểu khu 2, thị trấn Nga Sơn, Thanh Hóa nhá. Facebook Linh Lê Tê này, số điện thoại này. Đấy. Chị có thuê người làm tóc nữa không? Trang Suri ơi, chị có 2 em rồi. Đấy, chị có hai nhân viên rồi. Trang Suri ở đâu? Chị có 2 bạn rồi. Với cả học viên của chị cũng có rồi. Chị chỉ cần giúp việc vặt thôi mà. Chị có 2 bạn học viên cực kỳ chăm chỉ. Chanh à? Học viên của chị chăm lắm. Đấy, vừa mới lau nhà xong đấy, cắm cơm đấy. Đấy, còn đây là bạn học viên của mình nữa này. Trang ngồi đây, like đẹp mà Trang. Đẹp nhỉ? Đó, chị vừa mới trang điểm xong thì chị livestream đấy. Uốn tóc các kiểu để che cái mụn mà không che được. Chị định là bỏ cái tóc rồi hả? Tiểu khu 2 thị trấn Nga Sơn nằm ở gần đoạn nhà nghỉ Tân Phương ấy em. Em ở nhà nghỉ Tân Phương, ở bến xe gì Trang nhỉ? Bến xe mới. Bến xe mới em ạ. Nhà nghỉ Tân Phương là bọn nó biết mà. Em ơi, chị có số này 0964209973. Em biết chỗ nào ở Nga Sơn để chị chỉ đường cho em xuống. Cứ bảo xuống chỗ chợ huyện Nga Sơn đấy. Đó, xuống chợ huyện Nga Sơn là gần đó đấy. Xong hỏi thăm nhà nghỉ Tấn Phương là người ta chỉ cho. Hôm nay điện tối nhở, livestream nó xấu nhở Trang nhở? Không phải điện tối. Đẹp mà đẹp thế. Livestream nó hơi xấu. Nó lộ cái mụn này. Sợ kinh. Đấy, đi biển về là mọc hết mụn trong người luôn các bạn ạ. Đây, mọc hết mụn trên da tay ra chân luôn ý. Kinh khủng luôn ý. Sợ thật. Góc nào đẹp hơn hả mọi người? Chả biết quay góc nào đâu, nhưng mà thực ra là da mình cực đẹp. Khoe thực tế với mọi người luôn, da mình cực đẹp luôn. Hôm nọ em ra làm móng. Cô hôm nay không đi xem à? Trang Suri. À vậy hả em? Nhưng mà đó là ở cầu Báu Văn đúng không? Đó là ở cầu Báu Văn. Còn bây giờ ở Nga Sơn. Chắc là chồng em không cho đi thì bây giờ chị nói chung là rất là ngại vì người có gia đình rồi ấy. Nhân viên chị muốn là tuyển những cái em nào mà chưa có gia đình ấy. Em ơi, đó là mụn ẩn trong da nhá. Nếu mà có mụn ẩn thì nó thường hay mọc thêm một hai cái mụn. Có mụn ẩn là nó lôi hết lên, còn bình thường rất là trắng. Linh Duka chào em nhá. Cho tớ một cái cục sạc bạn yêu ơi. Bật cái điện lên cho sáng nhá. Em cũng dùng bộ 190 nhá. Nói sai mất lộc luôn. Em cũng dùng bộ 190 nói sai. Sạc của anh Ngọc đây này em này. Hình như đây đúng không ta? Rất là nóng nha. Cảm giác nóng nực cực kỳ khó chịu luôn á. Đó, ngồi đây luôn. Cực kỳ mệt mỏi luôn. Ra kia mà cắm kìa. Ngồi đâu cơ? Có rất là nhiều bạn toàn phải like xa thôi. Nhưng mà riêng Linh thì chỉ cần like gần. Một là like gần thì mới thật được. Like xa không thật được. Da như nào mình sống như thế đó các bạn ạ. Da đen hay da xấu hay da mụn, da ngăm thì cứ sống như mình luôn. Đâu, chưa đắp đâu. Đấy. Không phải lo, bởi vì là trong da mình nó có mụn ẩn rồi ý. Thì bây giờ nó phải lôi mụn lên, nó điều trị hết luôn. Bởi vì nó có tác dụng trị mụn nữa. Các em lưu ý là cái sản phẩm này có tác dụng trị mụn nữa. Không giống như các sản phẩm mà không có tác dụng trị mụn đấy. Sản phẩm này có tác dụng trị mụn đấy, cho nên mà nó sẽ trị mụn luôn cho các em. Nên mà khi dùng, nếu mà những bạn nào mà bị mụn ấy, sau đó nó mọc thêm nhiều mụn thì các bạn cũng yên tâm. Bởi vì là khi mọc thêm thì nó bắt đầu nó điều trị nó lại càng tốt. Bởi vì là các bạn dùng kem, các loại kem khác, các loại mỹ phẩm khác thì thường hay là các em cảm thấy là nó hết mụn đúng không? Nhưng mà sau đó là mụn ẩn trong da rất là nhiều. Các em giờ như này này, các em giờ là chỗ nào cứng cứng là chỗ nào có mụn ẩn đấy. Chỗ nào cứng cứng là chỗ đó có mụn ẩn nhá. Thì nó đấy, cho nên mà phải cẩn thận đấy. Khi mà mua sản phẩm là cực kỳ phải cẩn thận về cái mấy vấn đề là mụn hay là như nào đó, phải cẩn thận rất là nhiều. Cẩn thận rất là nhiều. Em ơi, vừa mới gội đầu xong cảm giác là rất là nóng. Nhà mình có hút chỉ nha bạn nha. Bộ 190 dùng trong bao lâu? Bộ 190 thì em sử dụng trong vòng gần 2 tháng. Trang nhỉ? Sử dụng được gần 2 tháng. Trời ơi, xinh không em? Này uốn cái tóc nhìn xinh xinh nhỉ? Không uốn không chị á? Chị tự uốn. Uốn à? Tự uốn. Sao nick lại mở được hay like nick anh Ngọc vậy? Like nick anh Ngọc. 190k dùng gần 2 tháng em ạ, cực rẻ luôn. Cực hiệu quả luôn. Cực hiệu quả luôn. Tiểu Ngư Nhi chào em. Chào 22 bạn đang xem nhé. Cô Út chào cô Út nhá. Tầm giờ mà các bạn xem là toàn những bạn yêu quý Linh thôi. Đấy. Vân Anh chào Vân Anh. Nguyễn Quỳnh Hoa, Quỳnh Hoa chào em. Yến, bởi vì là mình đang phải vừa sạc pin vừa livestream ấy, cho nên mà nó hơi tối một chút xíu nhá mọi người nhá. Vừa sạc pin vừa livestream nên mà nó hơi tối một chút xíu. Nguyễn Huyền Trang chào Nguyễn Huyền Trang nha. Các bạn cứ yên tâm vì sản phẩm nhà Linh đi. Các bạn yên tâm 100% đi. Ngồi đau lưng lắm. Kiểu như là mình quen đứng rồi ấy mọi người. Mình quen đứng làm tóc rồi ấy. Bây giờ mình ngồi mình cảm giác là rất là khó chịu. Cảm giác đứng rất là khó chịu. Cảm giác đứng cực kỳ khó chịu luôn. Cho nên mà mình ngồi, cảm giác ngồi rất là khó chịu. Các bạn mà văn phòng ấy, các bạn thường hay là ngồi. Nhưng mà mình thì lại thường hay là đứng. Bởi vì là mình làm tóc quen rồi. Bây giờ mình ngồi nó cảm giác là khó chịu lắm. Muốn đứng á. Muốn đứng nói chuyện mọi người hơn là ngồi. Lâu lâu rồi không đứng, ngồi mãi nó đau lưng á. Cảm giác nó đau lưng, nó khó chịu lắm. Rất là ít khi mà mình ngồi ấy. Mình ngồi cho tử tế, kiểu mình ngồi mình cứ tựa như này này. Cảm giác cái lưng của mình nó rất là đau. Mà mọi người đứng nó nhiều nó cũng quen đi. Bạn ơi, bầu làm tóc được nha. Bầu thì có khử mùi rồi. Thì bạn sẽ làm cái thuốc khử mùi. Giá nó không chênh đâu. Nó chỉ chênh 30-40 nghìn thôi. Nó không chênh nhiều đâu. Làm thoải mái mà không ảnh hưởng gì đâu. Có ảnh hưởng gì đâu mà không làm được. Không ảnh hưởng gì hết. Các bạn cứ lo lắng nhé. Bây giờ Linh mới sinh xong mà Linh làm tóc là bình thường này. Có việc gì mà mọi người phải lo lắng như thế. Chả việc gì phải lo lắng cả. Bầu bí hay là cái gì cũng đều làm được hết. Nhưng mà tốt nhất là nên kiêng. Nếu mà bầu thì nên kiêng để xong mà làm. Bầu sắp xếp lịch trước. Tại vì bởi vì nếu mà nhuộm cái thuốc không mùi ý, thì các bạn phải đi vào những cái ngày không có khách. Không có khách thì nó sẽ có thuốc không mùi đó. Thì nó sẽ tốt cho các bạn. Nguyễn Việt Bắc chào Nguyễn Việt Bắc nha. Nó sẽ tốt cho các bạn hơn là các bạn mà dùng cái thuốc mà có mùi ý. Bởi vì là thuốc không mùi nó tốt hơn. Ngày trước Linh thì bầu từ lúc bầu đến lúc sinh là Linh làm tóc bình thường. Linh làm đến lúc Linh sinh thì thôi. Linh làm đến lúc Linh sinh thì thôi. Nên mà bản chất là nó cũng sợ thuốc. Đối với là các mẹ bầu khác thì thường hay là các mẹ cảm thấy là khi mà làm tóc thì nó sẽ ảnh hưởng đến con mình đúng không? Nhưng mà riêng Linh thì suy nghĩ khác. Giống như kiểu con trong sống chung mẹ chồng ấy mọi người. Có nghĩa là các bạn lưu ý là nó sẽ không ảnh hưởng đâu. Bởi vì là nó chỉ là ngoài da thôi. Các bạn ngửi thì ít mà. Còn Linh ngửi thì mới nhiều chứ. Còn các bạn thì ngửi có 1-2 ngày thôi. Nhưng mà Linh thì có thể ngửi là rất là nhiều. Nói chung ngày nào cũng ngửi luôn. Ngửi lúc khi sinh xong mà con vẫn được 3,8 cân. Nguyễn Việt Bắc chào anh. Con Linh vẫn 3,8 cân mà. Đây mọi người. Đi livestream đi Trang. Livestream này cùng nhau cho nó vui này. Đây là bạn đây sang bên đây cho nó sáng Trang. Sang bên đây cho sáng em ạ. Bên đây tối lắm. Sáng không? Chả biết. Sáng không em? Sáng không? Kiếm một cái hộp body để đây. Em cái hộp body để đây mới làm. Ok, chào mọi người nha. Chuyển góc livestream một chút xíu cho nó sáng hơn, bởi vì là cái góc này nó hơi tối. Đây. Cái góc kia nó hơi tối. Một đi nặng thế. Kiếm cái góc livestream nó cực kỳ khó luôn ý. Ngày trước thì có cái bàn livestream nhưng bây giờ thì không. xung ngược rồi, bởi vì là nó không có cái điểm tựa ấy. Đấy, ok mọi người. Ok mọi người, chào mọi người. Đấy, mình sẽ tư vấn cho mọi người về tóc này, về da nhé, về móng, về mi nhé mọi người nhé. Tư vấn cho mọi người về tóc, về da, về móng, về mi. Im, lấy đây này, cho thêm cái hộp để nó ép nó vào. Đây, nó có điểm tựa là được em ạ. Hay là lấy cái hộp cứng cứng, cái lọ gôm á. Đây này, đây đây. Bỏ mấy chai dầu gội vào để kê. Trước tiên là phải kê cho nó không bị rơi. Đấy. Tìm cái góc livestream thật đẹp để cho có thể là nói chuyện mọi người dễ hơn. Góc này có được không nhỉ? Cũng được đúng không? Đấy, tìm cái góc livestream thật đẹp để có thể nói chuyện với mọi người dễ hơn. Đặc biệt là mọi người có thể nhìn thấy mình rõ hơn. Thôi mọi người vào đến đây làm đẹp nha. Mọi người đến đây làm đẹp cho mình với mình cho vui nha. Spa Ngọc Linh ấy. Spa Ngọc Linh 17 đường Yến Hạnh, thị trấn Nga Sơn. Ai không biết đường thì đến chợ huyện Nga Sơn mình đón nha. Ai không biết đường nhá là cầu cái kênh nhá, cầu kênh trường Ba Đình, trường Trần Phú thế. Nói chung cứ số được đến thị trấn là mình đón. Số được đến thị trấn là chúng mình đón nha các bạn nhá. Nếu các bạn ở xa thì các bạn có thể bắt xe bíp số 7 nhá về thị trấn Nga Sơn. Sau đó là các bạn có thể gọi cho mình có thể là cử người ra đón các bạn. Có shipper đẹp trai. Có shipper đẹp trai và có shipper cô gái. Nếu mà những ai mà là con gái thì là cho nam ra đón, còn những bạn nào là nam thì cho nữ ra đón. Đặc biệt là học viên của mình là cực kỳ đáng yêu và ngoan lắm. Ngoan cực kỳ luôn. Ngoan chấm hết luôn. Chị nóng lắm hay tắt livestream. Đấy, 17 Yên Hạnh, thị trấn Nga Sơn nha mọi người. Nóng quá. Tóc thì xù. Thời điểm nào? Như bây giờ là mình đang vắng khách đây. Chỉ có bôi thuốc một chút xíu thôi mà. Kẹp tóc lên cho nó. Mọi người nói chung là khi mà mọi người làm ấy thì nó chỉ có một chút xíu thôi. Lúc bôi thuốc thì nó mình sẽ khử mùi cho mọi người. Đến lúc mà làm cho khách khác thì có thể là bịt khẩu trang cũng được. Nhung Nguyễn, tại vì là mùa hè thì nó cũng không khá là đông khách đâu. Mọi người yên tâm về vấn đề đó nhé. Cái lượt đâu? Đây. Tôi hỏi nó lượt đây luôn. Ai cần tư vấn là mọi người cứ comment xuống dưới mình tư vấn nhé. Trắng da, chị nám trắng da nhé. Chị mụn tàn nhang nhé mọi người nhé. Và đặc biệt làm tóc và phun xăm nhé. Bộ trắng da là ai dùng cũng khỏi. Ừ. Dùng 2 ngày đầu nó đỏ mặt lên đúng không? Tùy. Có tùy từng da. Em đọc được á? Không. Xa như vậy chị chả đọc được đâu. Những ai mà muốn có nhu cầu phun mày, phun môi thì mọi người inbox cho Linh nhé. Hai chị em mình chăm nhau quá đi. Nói vậy á? Không em đâu. Nhung Nguyễn, chào Nhung Nguyễn nhé. Ok, chào tất cả mọi người. Này like là 22 người đấy. Chan vào cái còn 6 người. Cá bằng màu đúng cho. Cá vàng gì? Cá vàng màu. Chào cá vàng nhá. Nga Trần. Ok, chào tất cả các em. Không phải là em. Kệ nó không sao, đẹp. Kệ nó mọi người đến làm neo đi. Máu mi phun xăm. Đang rất rảnh. Rút ra đây. Móng mi phun xăm, hút chì, nối mi này, làm móng này, tất tần tật các dịch vụ nhà mình đều làm. Làm tóc. Làm tất tần tật nha các bạn nha, làm tất tần tật luôn nha. Các bạn không phải lo lắng nha. Làm tất tần tật từ A đến Z luôn. Chăm sóc toàn diện luôn. Chăm sóc toàn diện. Lại đi. Xem phim chào em nhá. Rồi, ok, chào tất cả mọi người. Chào chị Nga Trần. Spa Salon Ngọc Linh, 17 Yến Hạnh, thị trấn Nga Sơn. Nhớ nha mọi người ơi, 17 Yến Hạnh, thị trấn Nga Sơn nha. Mọi người có thể đến ủng hộ Linh bất cứ lúc nào. Linh mở hàng 24/24. Đức Nghĩa xin chào, ok, chào Đức Nghĩa. À Đức Nghĩa ơi, quay mắt chưa đi lấy ấy cho Đức Nghĩa cơ. Tại vì là căn bản là không ai trông quán với mình ý. Không có xe. Có một cái xe này anh Ngọc đi ship hàng rồi. Thôi để chị táp ra chị gọi cho anh Ngọc mua cái sọt cho em lấy luôn. Thảo Phương, chào Thảo Phương nhá. Chào tất cả các em. Chào tất cả các chị em. Chào tất cả các cô, các chú đang xem livestream. Chào tất cả mọi người. Ok nha, chào mọi người nha. Hẹn mọi người gặp lại ở Spa Ngọc Linh, 17 Yến Hạnh, thị trấn Nga Sơn. Rất là ít khi livestream ấy bởi vì là bận. Còn bây giờ rảnh thì mới livestream được. Còn bình thường nếu mà mọi người thấy Linh livestream là chắc chắn là rảnh đấy. Còn nếu mà lúc nào mình không thể livestream được thì lúc đó Linh đang làm cho khách. Ok, chào mọi người nha.